Hãi hùng, trà sữa trân châu làm từ đế giày, xăm lốp và bìm trẻ em. Kính thưa quý vị, trà sữa trân châu là thức uống được giới trẻ vô cùng yêu thích. Nhưng theo công bố của đài truyền hình Sơn Đông Trung Quốc thì hạt chân châu trong trà sữa bay bán nhiều nơi có khả năng được làm từ vỏ lốp xe cũ và đế giày da. Báo chí Trung Quốc đã từng đưa tin về trà sữa giày da của Trung Quốc đã khiến nhiều người khiếp sợ đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói tới việc dày da cũ lại có thể làm trà sữa trần châu cảnh sát vào cuộc sự thực đã được phanh phui sự việc tạm lắng xong gần đây nó lại tái diễn thậm chí còn bùng nổ ở nhiều địa phương của trung quốc thông tin trà sữa dày da đã được các trang web của trung quốc đăng tải sau đó đã được kiểm chứng bởi phóng viên của kênh truyền hình tỉnh sơn đông trung quốc Phóng viên này sau khi uống trà sữa chân châu một khoảng thời gian ngắn đã phải vào viện làm CT, chụp cắt lớp. Bác sĩ đã phát hiện có hơn 20 cục nhỏ màu trắng đọng lại trong dạ dày của người này. Thầy thuốc cho biết bình thường nếu dùng bột củ quả để làm chân châu thì những viên chân châu này sẽ dễ dàng được tiêu hóa ngay khi vào thành ruột. Hiện tại chân châu được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc chỉ có một loại, nhưng thành phần làm ra những hạt chân châu này thì ngay cả chủ tiệm trà sữa hay người giao buồn cũng không biết rõ. Một số nói rằng khoai môn là nguyên liệu chính, số khác khẳng định là sắn dây và vai cửa hàng trả lời là không biết. Những người này đều khẳng định rằng đồ uống của họ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của thực khách và hãy yên tâm dùng tiếp. Tuy nhiên, một nhân viên đã làm việc tại tiệm trà sữa ở Thanh Đảo Sơn Đông cho biết, chân châu ư, nói trắng ra đi, chúng được làm từ dây da cũ và xăm lốp xe, bỏ đi, chứ làm bằng gì nữa. Phóng viên này đã mang những hạt chân châu mua ngoài chợ đến một cơ sở kiểm nghiệm chuyên nghiệp để tìm hiểu. Kết quả là rất khó để tìm ra được thành phần làm ra những hạt chân châu này, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là chúng có tính kết dính và co giãn rất mạnh. Nếu như tích tụ trong dạ dày, những hạt chân châu này sẽ khó có thể tiêu hóa, thậm chí dồn ứ ở đó. Đây cũng có thể là nguyên nhân của việc mấy năm gần đây, bệnh nhân bị sỏi đường tiêu hóa tăng lên nhiều tại Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2012, một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang sau khi uống trà sữa chân châu đã bị tắc ruột, cuối cùng đã phải phẫu thuật để lấy ra Nguyên nhân là do những người kinh doanh phi pháp không có đạo đức đã chiết xuất gelatin, một chất thường được lấy từ da lợn và xương gia súc để làm nguyên liệu làm đông trong thực phẩm, từ giày da cũ và xăm lốp cao su bỏ đi để làm chân châu. Việc chiết xuất gelatin từ những thứ này rẻ hơn nhiều so với gelatin ăn được. Nhưng chất này ngoài chứa một hàm lượng lớn kim loại có hại cho cơ thể, con người như chrome thì còn chứa rất nhiều vi trùng, vi khuẩn khác. Chrome sẽ phá hủy xương và tế bào gốc tạo máu của con người. Nếu người nào ăn nhiều trong khoảng thời gian dài sẽ dễ bị loãng xương và ung thư. Nói chung, quá trình có hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người xảy ra tương đối chậm, bình thường khoảng 2 năm mới biểu hiện ra ngoài. Có lẽ khách tới Trung Quốc ít có ai dám uống trà sữa chân trầu nữa. Thực tế, không ít người Trung Quốc đã hứng chịu hậu quả từ việc ăn chân trầu. Hồi năm 2012, một cậu bé ở tỉnh Chiết Giang đã uống sữa chân trầu và bị tắc ruột, cuối cùng phải phẫu thuật cắt bỏ. Trường hợp khác, một cô gái ở Giang Tô sau khi uống rượu cũng ăn chân châu và dạ dày, sau đó bị kết dính. Hồi năm 2011, hãng thông tấn CNA Đài Loan cho biết ở Thâm Quyến đang khá thịnh hành một loại đồ uống, đó là trà sữa chân châu. Tuy nhiên, thực chất món trà sữa chân châu này chẳng có trà, chẳng có sữa, mà chủ yếu được tạo thành từ các chất phụ da và chân châu giả làm từ mảnh bỉm của trẻ con. Theo điều tra của cơ quan chức năng, sở dĩ giá thành của một ly trà rẻ như vậy là do hầu hết các quán này không dùng sữa, cũng chẳng dùng trà hay hoa quả gì, mà chỉ sử dụng các loại chất tạo màu, tạo mùi. Cộng với hạt chân châu giả làm từ bột sắn và một loại bột hóa học chuyên dùng làm bìm trẻ em để tạo độ giòn và màu sắc bắt mắt.